mà bằng điện thoại á, thấy nó mờ mà nhìn chỉ có thấy hai mắt to mà đen nữa, y chang cá thôi. Này dở thiệt à. Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói hay chồng làm tô tivi, đang coi tivi xong quất một cái chát là gì, quất cái chát mà quay lại thấy vợ đang cắn mình. Mà có khi nào cắn mà để lại dấu răng không? Có, tại vì có nhiều lần mà em cắn á, bị bầm xong rồi bị chảy máu nữa. Cái xong rồi cái tự nhiên lúc đó em thấy hối hận quá. Thôi em xin lỗi anh, em hứa lần sau em không cắn nữa. Xong mấy lần sau em thích. Huỳnh Thanh Phong, năm nay 30 tuổi, hiện là kỹ sư cơ khí. Còn em tên là Huỳnh Ngọc Diễm, năm nay em 29 tuổi. Em hiện làm kế toán. Hai người lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Lần đầu tiên mà tụi em quen nhau á là do được một người bạn thân mà làm mai ạ. Tại vì cô bạn học cùng với em á, cô hỏi em có người yêu chưa? Cái em nói là chưa, cái cổ mới cho nick của chồng em á. Đó là chồng em đang ở bên Nhật, cổ nói là anh này hiền, dễ thương, chất phát thật thà nữa. Nên em ép nick. Lúc đó là Phong đang đi học bên Nhật hay là đi... Đang đi làm bên đó thì cũng buồn, chưa có người yêu nữa. Xong bạn giới thiệu bạn của mình dễ thương lắm. Trai mà nghe dễ thương thích lắm. Tò mò tìm hiểu nên cũng ép nick luôn. Dạ. Sao nữa? Định nhảy vô nói chuyện cho vui thôi chứ cũng không có định là tìm người yêu gì hết trơn á. Hai bạn có chat webcam với nhau không? Dạ không ạ. Có nghĩa là chỉ thấy nhìn trên avatar thôi đúng không? Dạ không, nói chung là mỗi đứa gửi cho nhau tấm hình. Ảnh gửi cho em tấm hình mà đẹp trai, cao to đồ phong độ lắm, đứng trước biển giang chân làm dáng làm kiểu đồ đủ thứ hết. Lúc em gặp ngoài đời mới thất vọng không? Trời, thất vọng quá luôn chị. Không, nhưng mà em là cũng gửi hình lại cho dạ, Phong đúng rồi, không? Dạ, em cũng có gửi tấm hình. Chụp hình mà bằng điện thoại á, thấy nó mờ mà nhìn chỉ có thấy hai mắt to mà đen nữa, y chang cá thòi lòi. Em vén cái tóc cho nó gọn lên cho chị thấy đôi mắt cá thòi lòi coi. Ôi mắt đâu cá đẹp gì mà hôi là cá thòi lòi. Tại trên hình nó nhìn nó to quá, đen nữa. Rồi cái lúc mà em gặp ngoài đời em ấn tượng thì sao? Thấy là thấy dễ thương. Nhưng mà hai tâm trạng khác nhau thôi, một bên thì thất vọng, một bên thì cảm thấy quá là dễ thương, hiểu không? Dễ thương. Nhưng mà thương có dễ không? Hơi khó nha. Hơi khó. Thì nửa năm sau em về Việt Nam, gọi điện đòi xin gặp á. Không cho gặp, kêu là gặp cho sớm, để nó từ từ cho nó vui. Bữa đó em gọi cho bạn em, may sao bạn em đang học chung với vợ em, chứ giờ Diễm không cho gặp. Thì đó bạn mới rủ về ra, lúc đó mới gặp nhau được. Ủa Diễm, Diễm mà lý do là sao mà Diễm không muốn gặp? Mà em sợ mà lỡ mà gặp nhau mà không yêu thương gì được á, lúc đó mất bạn nữa. Nhưng mà lý do gì mà quyết định gặp? Em cũng không biết cái kế hoạch của bạn em với lại chồng em gì hết á. Lúc đó là đi học, cái bạn em nói thôi cúp cô đi, đi ăn. Cái em cũng cúp cô luôn. Xuống cái gặp anh này. Sao? Bất ngờ anh nhìn nó không giống như trong hình. Đẹp quá mà đúng không? Xấu quá. không giống như trong tưởng tượng phải không? Không giống, nhìn dữ mà nhìn lùn, xấu quá. Xấu banh nhà lòng. Rồi sao nữa? Thấy là dễ thương hơn ở trong hình, nhưng mà có cái là cách nói chuyện á. Nói với em là trời, hai người lâu ngày không gặp nhau sao không chịu ôm hôn nhau đi nữa chứ, trời vô duyên. Vô duyên ghê. Có nghĩa là bạn của em á hả? Dạ. Bạn em của nói đó phải dạ, không? Em nói em chồng em với bạn em sao lâu ngày gặp nhau mà không ôm hôn gì hết vậy? Đó, cái ảnh phán cho em nói em vô duyên. Nói luôn ngay tại chỗ luôn hả? Mất điểm dữ dội vậy đó. Sau cái ban đầu á, nhìn thấy mặt Phong là Diễm đã thất vọng rồi. Vậy thì lý do gì mà Diễm lại yêu ảnh? Rồi quyết định cưới anh. Dạ em nghĩ chắc tại vì do mình hạt điều anh ơi. Tại vì là có hôm cái anh gọi em, cái anh cũng hỏi là ăn hạt điều hôn anh Phong đem lên cho, cái em nói ăn. Qua ngày sau cái nhận được bình hạt điều mà thấy cái tay á chị, nó bị vừa dính mủ nè, vừa đen nữa nè, mà vừa bị phồng bị rộp lên là do nướng hạt điều tươi. Nó tự nhiên nhận cái cảm thấy mình có tội lỗi hay sao đâu á. Nó là tự tay Phong làm. Dạ đúng rồi. Dạ tại về quê thì bên nhà em có trồng điều nhiều á, má thường hay lựa ra những hạt to cho mình nướng, thì không mỗi lần về chơi má đưa ra nướng. Cả nhà ăn ở xong trực nhớ tới, gọi điện lên kêu ăn nướng thôi chứ cũng lúc đó đâu có biết ý nghĩa là nướng thật điều để gây tình cảm đâu. Nhưng mà Diễm lại nghĩ rằng là ngộ nhận đúng không? Dạ đúng rồi, em ngộ nhận. Dạ nhờ bịch hạt điều đó. Dạ nhờ bịch hạt điều, thấy cái cũng suy nghĩ lại, thấy mình thấy ảnh chắc ảnh cũng thương mình, ảnh mới nướng hạt điều cho mình ăn rồi. Dạ thế với lại thấy cũng chất phát thật thà hiền lành nữa, cái từ từ cái em quen. Phong với Diễm là quen nhau bao lâu? Tụi em quen nhau từ năm 2009 lận. Dạ quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ quen nhau đã 2 tháng sau. Có cơ hội em đi qua Nhật tiếp thì mới nói với Diễm là thôi đợt này anh nói em đi có 1 năm mà. Nó xong rồi cái em gần em hỏi hoài, cái bắt đầu cái từ từ nâng lên 2 năm, cái hỏi nữa nói anh nói thiệt đi, cái bắt đầu cái nói anh đi cho anh đi 3 năm đi. Trời ơi, em nghe xong thực sự là rất là buồn luôn chị. 3 năm em tính ra là coi như em 30 tuổi hết mất tiêu rồi, mà chờ mà gặp mà mình ở nhà mà mình chờ đợi gì nữa, ai biết được về có chịu cưới hay không, rồi xong rồi ai biết được qua bển có gặp cô nào nữa không. Nói chung là lúc đó vừa buồn vừa lung lay mà suy nghĩ nhiều dữ lắm. Ủa Phong đó là đi học? Dạ đi làm.
Đi làm. Nhưng mà anh muốn hỏi là tại sao Phong không nói thẳng luôn là mình đi 3 năm? Dạ, tại do là lúc đó cũng thương Diễm nên mà nói đi 3 năm luôn thì sợ Diễm buồn, Diễm chịu không nổi chú sốc. Cái cảm giác chờ đợi 3 năm kinh khủng lắm. Dạ đúng rồi, trời, trong khoảng thời gian đó, lúc mà anh nói với em là coi như là ngày nào về cũng khóc hết á. Khoảng thời gian đó phải nói là thật sự là em nói là kinh khủng. Anh nói bao lâu thì anh đi? Chắc cũng khoảng 1 tháng đó là anh đi rồi, tại anh chỉ thông báo với em là thôi anh có cơ hội đi Nhật. Như là một sự thông báo thôi đó. Dạ đúng. Chấp nhận thì chấp nhận, không thì thôi. Em có nghĩ rằng là chấm dứt cái mối tình này đó mà anh tìm mỗi mối tình nào khác không? Dạ không, lúc đó là lỡ thương quá rồi. Phong đi là 3 năm sau Phong quay về. Dạ không, đi qua đó thì khoảng chừng gần 2 năm thôi. Nhớ chịu không nổi xong khỏi Việt Nam lại và định hỏi dạ. Cưới. Dạ. Ê, sau khi mà lấy nhau thì em phát hiện ở vợ em có cái tật xấu gì không? Nó ăn dở kìa. Nói chung là thường là món chính là trứng thì gói. Cái ngoài cái chuyện mà không biết nấu ăn ra thì còn gì đó. Dạ có một cái mà trước khi mà cưới nhau á là mẹ em có nói một câu rồi, con cưới con Diễm về á có cái tật xấu mà con sẽ biết, em hỏi hoài không chịu nói. Mẹ kêu để cưới về rồi biết đi con. Tối mà cưới xong á nghĩ hai chồng ngầm tôi tivi, đang coi tivi xong quất một cái chát á. Là gì? Không phải quất cái chát mà quay lại thấy vợ đang cắn mình. Ủa hỏi tại sao em cắn anh? Em ngứa răng. Cái tôi mọc răng hả? Không chị, tại vì không biết làm sao tật em cảm thấy em bị ngứa răng. Nhưng... phải tìm người nào mà cắn cho bằng được. Ngoài lỗ tai ra còn cắn chỗ nào nữa? Dạ cắn đủ chỗ, tay chân rồi ngực rồi cắn. Mà có khi nào cắn mà để lại dấu răng không? Có tại vì có nhiều lần mà em cắn á bị bầm xong rồi bị chảy máu nữa. Cái xong rồi cái tự nhiên lúc đó em thấy hối hận quá. Thôi em xin lỗi anh, em hứa lần sau em không cắn nữa. Xong mấy ngày sau em cắn tiếp. Bây giờ thực sự là chị không hình dung được là tại sao em lại cắn như vậy, tại em ngứa răng thiệt hay là cái cảm xúc của em lúc mà tự nhiên em thấy thương chồng quá, yêu chồng quá là mình muốn cấu muốn nhéo cắn muốn xé vậy đó. Không chị, chắc tại ngứa răng thiệt chị, tại lúc mà chưa có chồng á thì cứ đeo theo má cắn má thôi. Rồi vậy là hiểu rồi, coi như là mẹ em chỉ muốn gãi em đi cho rồi đó, để coi như là có người thấy thân. Ừ, người thấy thân. Ở nhà lâu lâu nhiều khi má đang làm vậy cái em lấy cái tay em cắn một cái xong rồi cái má quay qua quấn cái bóp cái rồi hai má con giận vậy á. Rồi giờ chồng em có bị chồng em quấn chỗ đó bây giờ chưa? Em thì mới đầu cắn thì nó đau mà cắn hồi cũng ghiền. Ghiền cắn luôn hả? Dạ. Cắn ghiền mà tốt, ngày nào không cắn thì lại cũng hơi buồn buồn. Ví dụ mà giờ không cho cắn nó giận không? Dạ, dạ vậy giận xong lên ống chịu không chịu luôn, đập tay đập chân vậy. Rồi xong giận chạy vô phòng nằm đó khóc, không phải khóc mà lại lăn qua lăn lại rồi nhũn nhẽo, rồi theo cái tật nhũn nhẽo nó đập tay đập chân vậy nè, không chịu đâu không chịu đâu như nít vậy á. Xong lúc đây mới vô kêu nè cho cắn miếng này, lúc đó mới không cắn. Trời vậy đó hả? Em chị không tưởng tượng được cái lúc vợ em mà cắn ra làm sao. Bây giờ cắn ra thử nghe. Thử đi mọi người, vỗ tay đi. Mọi người vỗ tay đi cho. Nếu mày không cắn vậy nha. Đó đó thì nó đừng làm. Tại vì cái này là anh tình nguyện anh cho em cắn chứ không phải là em muốn cắn. Trời ơi vậy là đã đó hả? Đã đó phải không? Rồi có thêm một cái mặt đồng hồ nữa. Đúng rồi. Rồi nhõng nhẽo thì lăn đùng ngã ngửa ra đây vậy đó hả? Chạy vô giường lựa cái niệm em mới xong chạy vô xong rồi lăn qua lăn lại rồi. Vậy là em phải cẩn thận nghe, chứ mốt mà có em bé đó là lúc mà nhà lúc em đi vắng lại nhà cắn con đó. Có cái là để cái là thích ăn mía, cho ăn mía là cắn rất là nhẹ. Ăn mía hả? Mía dạ. Trời sao em có chuyện sao thích tiêu dị quá. Hay quá. Bởi vậy nhà em lúc nào có mía đầy ở trong nhà. Hả? Mà bữa nào mà quên mua mía là tối đó ăn cắn nặng á. Vậy đó hả? Trời ơi. Trời ơi, vậy em có mong muốn vợ em đừng cắn em nữa không? Dạ cũng có, nhưng mà nói chung cắn là đã ghiền rồi. Rồi ngoài đó còn gì đâu? Thứ hai là nấu ăn ngon ngon chút. Tại em nghĩa là nâng cấp lên xíu. À, thêm một số món vô nữa. Dạ. Chứ không phải là mì với trứng, đúng không? Dạ. Hay còn em? Dạ, em mong muốn chồng mình thay đổi sao? Mỗi lần mà có giận hay gì thì cứ việc nói ra, chứ đừng có mà im im. Cứ mỗi lần mà giận hay gì cứ vô trong phòng, chân mày thì trâu lại, cái mặt thì lầm lầm lì lì, cầm cuốn sách tiếng Nhật ra đọc. Em nói gì cũng không nghe, em hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Ghét quá vô rồi, ý là em năn nỉ luôn, em nói thôi đừng giận nữa nha, vuốt vuốt vậy cũng không chịu luôn. Tới chừng mà đợi mà em tức lên, em giận lên rồi bắt đầu mới thôi. Thưởng không chịu mà muốn phạt. Với lại thêm một cái nữa là em cũng muốn ảnh là biết chia sẻ nhiều hơn. Tại vì có gì anh cũng giữ trong lòng không mà ông không có chia sẻ gì hết á. Em nói vợ chồng thì sống với nhau cả đời mà chị. Nên em muốn là có gì thì cứ chia sẻ với nhau. Còn gì nữa không? Bớt nóng tính chút xíu. Mà mỗi lần nóng tính vậy cái đi lấy tay vậy nè đập vô tường. Cái nhiều lần em khuyên là thôi đi đập đầu vô gối đi cho đỡ đau ta, đỡ đau. Tự nhiên đi đập tay vô tường vậy rồi chảy máu rồi tùm lum hết. Anh đâu đau đâu mà em đau nè. Thấy em đau chưa? Dạ, giờ mới biết. Giờ mới biết, giờ mới mai mốt mà giận hay gì mình đập tay đó mình đè bác ra mình cắn mà lại. Cái trường hợp của cặp vợ chồng này vui quá ha. Thuận, em đừng áp dụng vợ em, đừng về cắn nó nghe. Cắn chứ, giả không còn cái răng.
hai người này vẫn còn rất là dễ thương đúng không Thuận? Từ cái mâu thuẫn của hai bạn cũng có gì ghê gớm. Hai bạn không có dễ thương mà là quá dễ thương. Anh Thuận khéo nói ghê á. Dạ. Rồi chúc hai bạn là luôn luôn hạnh phúc như vậy. À, xin cảm ơn hai bạn. Dạ em tên là Thân Thanh Thúy, em năm nay 30 tuổi và hiện là giáo viên mầm non. Còn em? Em Phạm Trần Thế là kỹ thuật viên, 27 tuổi. 27 tuổi? Dạ. Như vậy là thua cô dâu. 3 tuổi. 3 tuổi. Nhưng mà Thúy Thúy trẻ hơn. Trẻ đó nghe, tại vì cô giáo mầm non. Ừ. Cho nên tiếp cận với các bé bởi vì trẻ hoài đúng không? Dạ. Đúng đó. Em cũng nghe tao khen hoài. Rồi, bây giờ cho anh hỏi nè, cái ấn tượng đầu tiên của hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Em đã làm tiệm nét cho cô, rồi xong rồi cô là chủ của nhà trẻ luôn. Ủa là sao? Cô á. Chủ. Một chủ á. À, dạ. Tức là em làm trong tiệm nét, còn vợ em làm ở mẫu giáo, coi là trong mầm non đúng không? Dạ. Vậy sao mà mắc mới gì gặp được nhau ta? Cô đó mở tiệm nét nhưng mà tiệm nét với nhà trẻ gần nhau. À, sát gần nhau. Gần nhau cho nên là trưa thì ăn cơm trưa mấy cô hay ăn chung và nhà với là tiệm nét cũng ghép chung cho đó luôn. Ăn cơm chung thì hôm đó mới gặp nhau. Hai bạn gặp nhau thì bên nào để ý bên nào trước? Em để ý trước. Điều gì mà em để ý cô này? Múp. Cô giáo bất quá. Cô giáo mất quá kìa. Rất. Bây giờ ông thấy ông nói cho tôi nghe, ông nhìn đâu mà ông nói người ta mất? Tại giờ mặc đồ cưới không thấy. Mặc đồ cưới không thấy? Dạ. Mặc đồ gì mới thấy mất? Mới đầu tập thể dục quá. Nhìn vô cái mất quá. Vô ăn cơm đấy nhìn cô giáo không? Rồi sao? Dạ. Rồi sao? Rồi không có để ý. Cái bữa đó thì em lên ăn cơm sớm hơn mọi khi, thì mới gặp ông này, ông đang ngồi ăn. Mà ông ăn, ông không có dòm tới ai hết trơn, ông cắm đầu xuống ăn vậy nè. Ông nói chuyện với ai ăn bất chấp vậy. Em mới hỏi chị cái bên qua vậy. Thì chị mới nói là này làm tiệm nét, ở ngoài tiệm nét vô ăn cơm. Nói vậy hả? Cái cũng hỏi em ở đâu, không nói cười. Ăn tự nhiên, nhưng em không có sao đâu. Cũng không nói cười, cũng cấm đầu ăn không. Mình nghĩ chắc là nhỏ tuổi hơn mình rồi, cho nên là mình cũng xưng em ngọt xớt vậy đó. Chị mà lớn hơn 3 tuổi đâu dám để ý đâu. Ừ, vậy sao nãy em nói em vô để ý là để ý rồi, nhưng mà để ý có gái, chưa có biết tuổi. Mấy ngày sau mới biết là tuổi, nên không dám đụng luôn. Lúc đó đang lớn tuổi hơn mình đúng không? Là né luôn đó. Né luôn. Ủa nhưng mà đang còn quen với quê một con lệ nữa. Nên không dám rồi, dám lớn. Rất là thẳng. Rất là thân chắc. Nhưng mà nếu mà tỷ dụ mà cô này cũng nhỏ hơn em là em có ghẹo liền không? Ghẹo liền. Có chứ. Ghẹo liền. Cho đến cái lúc mà chuyển giai đoạn là yêu nhau đó, thì là cái câu chuyện như thế nào? Em cũng có người yêu ở Mỹ, ông nội này thì cũng có người yêu ở quê. Dạ, cho nên là hai đứa hoàn toàn độc lập, giống như chơi với nhau như chị em với nhau thôi. Có một lần Lục tự nhiên cảm thấy ông này sao quan tâm mình quá mức rồi, có nhiều nhiều cái hành động mình nghĩ chọc có khi nào mình thích mình không trời. Tức nghĩa là thế đã để ý người chị này rồi. Dạ. Từ khi nào? Không biết luôn. Đó là cái hành động nào mà em nói là bạn này quan tâm đến em nhiều? Hỏi han nè, rồi cái chuyện gì mà chị Thúy nhờ là làm tất tần tật luôn, rửa hình dùng cho mấy đứa nhỏ là rửa luôn. Đã vậy trong cái USB nó còn có hình người yêu cũ nữa của chị Thúy nữa. Tức là lôi cái hình chị Thúy với lại người yêu cũ rách thành một tấm đi rửa cho chị Thúy bỏ vô trong cái bóp nữa. Nhưng mà lúc đó là em vô tư mà đúng không? Vô tư. Lúc đó là còn quen người quen. Rồi bây giờ anh đoán nè, lúc đó vẫn còn là tình chị em, chắc là từ cái tình cảm của Thúy với người yêu bên Mỹ đó chắc có rạn nứt rồi lúc đó, thì hai bên này mới bắt đầu cảm thông với nhau đúng không? Mà em với người yêu em chia tay rồi. Chưa chia tay. còn quen nhưng mà xa quá, rồi ở gần cho đây có tình cảm trước. Rồi lúc anh làm sao chia tay được với người kia? Trốn luôn, không về quê luôn. Ủa nhưng mà rồi yêu nhau bao lâu thì mới cưới nhau? Trong một năm là cưới. Một năm. À chắc có lẽ là suôn sẻ đúng không? Không có suôn sẻ, tại vì là bên gia đình chồng thì đồng ý. Lý do? Thì lớn tuổi với lại xa nữa. Bình Định. Xa rồi. Quê xa. Quê xa. Đi rước dâu phải xa đúng không? Rồi không cho à? Dạ. Em làm gì để mà rước nàng về Vinh? Điện năn nỉ mà không có ai chịu hết. Điện về nói là chuyện này Tết năm nay con chở người yêu con về ra mắt ông bà nội với mẹ. Cái Điện lên nói là chuyện này mày dẫn nó về nó tao đuổi cha với mẹ ra đường ở nha. Cái cha mẹ nói mày thương tao được có dẫn con nhỏ nó về kìa. Tết ra chở vợ về luôn. Tới nhà cái cha mẹ xanh mặt mày hết. Sợ đuổi ra khỏi đường. Em thấy mặt của ba mẹ chồng em cũng sợ lắm, sợ tái mẹ tao mét hết trơn à. Mẹ bưng cái chén bún cho ta mà run hết trơn luôn. Có cha thì tỉnh, còn bình tĩnh, cha dắt xe vô rồi cha lấy túi xách rồi vô. Xong rồi hai đứa mới xuống dưới nhà bà nội á. Xuống thì ông này nói chung là hồi nào giờ cũng sợ ông bà nội. Xuống thì cũng rụt rè lắm, cũng ơi thưa bà nội, ông bà nội con mới về nói. Rồi lưu thiên nói ông bà nội cũng trả lời trả vốn vậy luôn. Cái em thấy vậy em cũng ớn quá, sao tình hình căng thẳng quá vậy trời. Xong đó mới ra sau rửa mặt xong thì vô cũng nói chuyện cứ cởi mở rồi hỏi thăm bình thường như thế thôi. Không hiểu sao cái bà nội chuyển thái độ 180 độ luôn. Rồi qua ngày hôm sau là bà nội kêu là thầy vợ thằng tế luôn, không có cần gì. Thôi dễ thương quá hả? Rồi lúc đó là gia đình đồng ý luôn. Dạ là cha với mẹ chồng thì không có vấn đề gì, ông bà nội ok là ông cha mẹ chồng ok. Vậy thì cái lúc mà khi mà em biết được là gia đình chồng á là chê em già rồi không đồng ý á, thì lúc đó thái độ em sao? Em buồn không? Dạ nản lắm.
lắm, tính là chia tay cho rồi chứ chưa cái gì mới có bắt đầu mà thằng này thì không chịu. Cứ đòi cái xong cái dặn dặn xong cái qua sân thượng nhà người ta ngồi tự kỷ vậy. Cái bồ bên đây nghĩ nói hoài mà cứ ngu như hoài không nói gì hết. Rồi hành động có thế sao? Tức quá nãy giờ đi không đi lấy gạch đập đầu á, biết là bên đó có cục gạch một lắm, một phải không, một rồi mới dám đập, nhưng cục gạch mới đập bởi đầu đập luôn bởi nát đập luôn đi. Dạ bởi đập bởi cục gạch luôn. Lúc đó em nhìn thấy em sợ không? Dạ không, tại vì biết ông này em sợ đâu, thành ra mà gạch thì mưa nắng rồi xuống nó chắc là cũng một rồi, mà ông dọa mình trước, nhưng mà ông địa thì mấy cục gạch có cục nào một không, ông mới đập đập đi đầu ai đó bể chứ đâu phải mình bể đâu. Rồi sao cái vô nhà với bộ xỉu xỉu bằng con mày nữa. Cái cây cô giáo đi lên xong cái thấy xỉu cái lầu vô tao giật trong gáy rồi thọt ép lên muốn cười mà không cười được. Mình sắp nữa đâu dám ngứa mặt lên cười tao quýnh chết vậy. Đừng cứ giật hoài giật hoài đạo quả muốn chết luôn á. Gái chịu đựng nếu mà cười lại là thấy chửi giận nữa coi như là sợ chửi giận nữa. Mà lúc em có biết giả bộ không? Dạ biết, cái mặt này giả bộ là biết hay vậy lắm. Vậy thì em tại sao không giật cuồng nhiệt lên để dạ cho không, bỏ ghét. Em chỉ đứng quanh tem dòm thử để diễn tới chừng để nào coi chịu được. Dạ diễn sâu tới chừng nào. Đến bao lâu thì mới đuối quá rồi đau cười quá cứ thọt ép hoài ai mà chịu nổi cười luôn rồi xong dặn tiếp là sau cái vụ đó là mới dẫn về quê đúng không? Coi như lấy rồi đó, bắt đầu là không có gì ngăn cản các bạn nữa hết đúng không? Dạ qua hết rồi đúng không? Và bây giờ về sống chung mái nhà hay có cái gì gọi là vỡ mộng về đối tượng của mình không? Dạ cũng vỡ mộng nhiều lắm, tại vì tính là hơi con nít bày hoài lắm, làm tới đâu là bày tới đó à, chứ không có phải gọn gàng sạch sẽ, mà tính của em thì phải kỹ, làm xong là phải sạch sẽ phải gọn thế nào. Dạ mỗi lần em sai em làm cái gì mà cổ mà cô giáo không vừa lòng thì cổ sao? Như là vợ đi làm ở nhà cái là giặt đồ xong cái giặt xong mà vũ không vũ á là la, tại vì hai đứa ở trong trên mét luôn, xong rồi la cái mấy thằng trên mét nó nói sao vợ em vũ quá. Em lớn tiếng thôi chứ cũng phải là la gì nữa. À sao ông không có phơi đồ mà ông không có vũ cái quần áo ra cho nó ngay thẳng gì hết trơn á, nói bao nhiêu lần rồi mà ngày lần nào cũng vậy hết trơn, cứ lấy đồ lên là móc lên mà giặt từng giặt đồ mới lại mới giặt là nó nhầu, lúc mà phải vũ ra thì nó thẳng thốn được. Mà cứ bóc lên là nhau có nhiều, móc lên nó nhanh đồ y như cái đồ dễ vậy đó, thành ra mỗi lần mà xếp đồ là rất là bực bội, cho nên là nói bao nhiêu lần mà không có sửa. Ngoài cái bầy hầy ra là còn cái gì xấu nữa không? Dạ lật lọng lắm. Lật lọng hả? Chết rồi không chết rồi kìa, chết rồi kể đi em. Dạ mỗi lần làm sai là nói không có chịu nhận, đổ thừa đứa này đứa kia, thậm chí mà gái lớn giờ 3 tuổi rồi đó. Đổ thừa con gái luôn không? Dạ đúng rồi, đổ dễ thừa sợ quá. Không những hả, nhỏ mới 16 tuổi cũng đổ thừa nó luôn. Cái gì? 16 tháng 16 tháng đổ thừa luôn, nhỏ 16 tháng đổ thừa cái gì nói nghe. Giống như là cũng cái tật bài thầy đó, dọn đấy xong cái về nó cha sao cha cái này cho ông không dịp dẹp vậy mít, sao làm không chịu dẹp với mít. Trời ơi mà nhỏ 16 tháng mà mình nói lần nào vậy đó. Dễ sợ quá, dạ, thầy bí quá đó. Sợ xong mà đôi chối lắm, đôi chối cực kỳ luôn. Hồi đó có một lần là đang chơi con bú trong phòng thì ổng người này cũng vô tình thôi chứ không phải là theo dõi ổng, cái dòm ra trước sao ông đang khui chai nước ngọt chắc nghĩ chơi khui cho khách thôi. Ông khui xong lấy ly đá ông rót ra ông uống mà ông dòm vô phía trong phòng mới coi mình có dòm ra không. Uống lén đó. Dạ đúng rồi uống lén. Xong cái thấy rồi im rồi không nói tiếng nào hết. Cái ông uống xong cái ông còn miếng này là ông uống cho hết đi, thôi uống xong phi tan đi không để lại trong thùng đá đó để dành uống nữa. Cái trong này em cho con uống xong em giả bộ em đi ra xong dỡ thùng đá ra cầm chai nước ngọt lên, ủa cha kêu nước ngọt này của ai vậy, của khách á, của khách uống còn dư để dành xíu nữa ăn miếng là dỗ trá đó, dỗ trá dỗ trá lắm. Cái em nói là tôi ngồi trong đó tôi thấy rõ ràng ông múc cái ly đá ra ông rót vô ông uống, ông còn dòm cho thử tôi có dòm ông không, mà giờ ông nói là của khách, giờ này của ai, của anh. Cứng ngọt bắt tận tay dây tận mặt thì lúc đó mới không chối, chứ không là chối bất chấp, chối chừng nào mà không được. Thôi lật lòng đó. Ủa rồi sợ vợ lắm ha cưng, tại vì không có thích vợ buồn, không thích la vợ buồn. Cái bất công rồi em quạo lên rồi cái cãi lộn rồi không có vui chứ không phải là vợ đánh hả? Có bao giờ bị đánh đòn như cô giáo đánh học sinh cũng chưa? Sợ nhưng mà né đứng xa lắm, tại vì vợ Bình Định có vỏ không dám đứng lại. Đầu tiên là gì bậy hay nè, thứ hai lật lòng, lật lòng dối trá, dối trá rồi giờ còn nữa không? Chắc là hết rồi, chuyện chậm thời quên mất tiêu rồi, trung quá quên rồi. Vậy hả? Bây giờ tới gì tới chậm đi. Hay la chồng quá. Rồi gì nữa? Kỹ quá. Thí dụ như là phơi đồ xong rồi đem vô xếp á, bỏ sổ hết trơn rồi, đi làm vậy đấy. Em này xếp đồ hết trơn cho em rồi đó, em sướng rồi. Ai ngờ đâu ngồi đi gan trước đi vô thấy bà lòi ra bà xếp lại hết trơn. Đồng kỹ chưa bao giờ xếp bà cũng chết luôn. Kỹ quá phải không? Rồi hay la. Muốn lên máu luôn vậy đó. Muốn lên. Rồi còn gì nữa không? Ham tiền. Ham tiền. Trời ơi không có kẹo mà ham tiền. Tiền mà không phải là mình ham, nhưng mà nói cái gì mình cũng nói tới tiền. Lúc bà sao bà ham tiền quá, khi em mới tức lên nói là ủa ông sống không cần tiền, không có tiền sao có, không có vật chất sao có tinh thần, mà đó ông này cũng làm cực lắm mà ông xem trọng tiền, giống như ông bán buôn rồi cả ngày vậy đó, mà nguyên cái hộp tiền ông để trước ai lấy ông không có lấy. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì chiếc cửa có bán mía á, cái xong rồi tối bán xong rồi có cái hộp tiền trong á, cái bán xong rửa tủ không bỏ hộp tiền ngoài đường á, ai muốn làm gì làm. Có
một lần nữa, cái này là ổng kể lại mà không biết có thiệt hay không. Ông đi ngoài đường rớt ra tờ 100 ngàn, ông tính quay lại lấy, ông kia lại lấy, ông nói thôi lấy luôn. Thôi vậy hả? Đúng rồi. Chứ giờ lại hỏi nó của con, ông đâu có trả đâu, nói cô này tiền mày có giấu không mà chết luôn, có đâu có lộ rồi đâu, thôi đi. Tiền của mình mà không chấp lấy, thôi người ta lấy rồi cho lấy luôn. Tụi em còn chuyện gì vui nữa không? Đi làm về mà thấy sắp sắp vô hung hung vợ rồi sờ sờ mó mó vợ là biết rồi. Em đẹp quá, khen thí thế lắm, khen ổi hôm nay em thơm quá, em không có hôi là mình biết thế nào cũng có một câu sau là tối nay cho anh quện nha. Tức có nghĩa là câu trước là khen vợ, nhưng câu sau đệm là tối nay cho anh quện nha. Cho ân huệ đó phải không? Không phải, cho anh quện một cái. Ân huệ, à cho anh quện một cái chứ không phải cho anh quện. Cái từ nó thô thiển đâu á, nó có quỷ nói. Rồi bây giờ em mong muốn ở thế thay đổi điều gì? Bớt nhây bớt xàm lại, mới bớt xàm lắm, xàm cả ngày, xàm nhức cái đầu luôn vậy đó. Mất mà dạ có đầu nó xàm vui mà. Nói xàm cho vui không thôi, nhà buồn hiu à, nói cho vợ vui á. Không, nói vui thì cũng có lúc, nhiều lúc mình đang bực mình mà tự nhiên cái lại cũng sờ mó kêu vợ ơi, em ơi anh muốn có cái gì đó với em ơi thằng thứ này thứ nọ, nói chung là kiếm mọi chuyện đó nói mà nhiều khi chọc cho bực lên thêm vậy đó. Thế còn thế thế mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt to tiếng lại. To tiếng bớt kỹ lại, kỹ quá. Ta to tiếng tại vì ông xàm quá người ta mới to tiếng chứ. Xàm thì nhây nữa. Rồi người ta kỹ vậy là tốt cho con ông với lại tốt cho ông mộng đòi ta không kỹ. Đàn bạn gái là phải kỹ lưỡng sạch sẽ, hiểu không? Đó là cái yếu tố quan trọng nhất. Thử mà giờ mà bê bối luộn thuộn coi bày hay là bày hay coi là em chán liền. Trời, hiểu chưa? Ngày xưa ông cũng bày hay lắm, rèn lắm mới được vậy nè. Thôi bây giờ vậy đi, chị chúc cho tụi em á là lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cái gia đình tụi em rất là dễ thương, dễ thương. Và nhớ một điều á là thế á, chỉ cần em chững chạc lên một chút xíu, có nghĩa là em vẫn giữ cái vô tư của em như vậy cho không khí gia đình vui, nhưng mà phải đúng lúc đúng chỗ giống như là vợ em nói vậy đó. Còn bình thường á thì cũng phải có những lúc em phải chứng tỏ em là người đàn ông trụ cột của gia đình. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, năm nay em 38 tuổi, em quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc ở Di An, Bình Dương. À, dạ. Vũ làm nghề gì? Em làm kinh doanh. Dạ. Kinh doanh bên mảng gì? Mảng bán hàng online. Bán hàng online. Bán hàng online chuyên về cái gì? Mỹ phẩm dạ, hay mỹ là phẩm. Đồ ăn? Mỹ phẩm. Mỹ phẩm đúng không? Dạ. Trời ơi, bữa nay là gặp toàn những nhân vật mà làm đẹp cho đời đẹp không? Chị làm như là bây giờ đó là bán đó làm như là coi như kinh doanh hiệu quả lắm hay sao mà ai cũng. Tại vì ai cũng có nhu cầu làm đẹp đó bởi vì đó. Hỏi như vậy để chị Dân nói đó. Ok mà em. Dạ em tên là Hồ Thị Thúy Nga, em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu, hiện bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. 35 tuổi. Dạ. Công việc dạ em là hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Dạ. Thường là tụi em bán trên nền tảng gì? Dạ em làm ở trên trên TikTok rồi ở trên Facebook. Trên Facebook về trang bay. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau đó, kể nghe đi. Dạ là em là có một người bạn á, bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Đó. Thì lần đầu gặp lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi thì không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Dạ. Lần thứ hai thì ra quán cà phê. Dạ. Là vợ em lúc đó là mang cái quần đùi với kéo lót áo thun á. Dạ thì gọi là áo thun. Dạ. Thì em thấy tướng mập mập mạp. Dạ. Là tròn trịa mới đi cái đôi giày doctor á. Là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích. Có thích. Cái lần đầu mà vô phòng á, đưa. Dạ có lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Mập mập quá. Dạ mập mập xinh gái. Thế còn em thì sao lần đầu gặp em á? Là em á là hồi trước em ở trên Dĩ An nhưng xong thì em về quê, xong thì em có một người bạn ở Dĩ An á kêu là lên đó chơi, thì cái bạn đó bạn rủ em lên chơi, thì em lên chơi xong rồi ở trong phòng trọ của bạn á, thì xong rồi chồng em á là bạn của người yêu của bạn đó, xong rồi chiều đó là em thấy bạn anh này nè anh chở bồ của bạn kia tới, nhưng mà bữa đó là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này, nhưng mà không có ấn tượng gì hết, thấy ôm nhóm nhắc à. Nhóm nhắc luôn. Em không có tưởng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta. Là đi chung luôn. Đi theo là... với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với ông kia. Đi với anh kia, đúng rồi, đúng rồi. Trời mắt mới mặt sọt chi làm cho thấy tướng. Tại không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi.
Dạ. Bữa đó mà nếu mà em mặc đồ mà kính cổng cao tường đúng không, là chưa chắc giọng đi phải không Vũ? Không, không là nói là cái hôm đầu tiên em xuống mở cửa là thấy thích em rồi. Không mở cửa không xuống đúng mở cửa là thấy thích rồi. Đúng là nãy nói đó, lần đầu tiên muốn mở cửa là nhìn thấy cái dáng múp là muốn tới luôn rồi đó. Dạ. Đúng không? Và sau đó cái cua cô ấy như sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Chắc chắn là Vũ phải cua rồi. Dạ có. Là sau đó là tuần sau á là đi đi chơi. Đi chơi karaoke, hát karaoke. Mọi người đi hát karaoke thì về thì mệt á. Em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Thì à. Thì sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ, vậy chắc là từ chối khéo đó. Dạ. Mà em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa. Chưa thấm luôn. Cũng chưa thích ổng đúng không? Chưa. Nói chung á là tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè đồ này nọ. Chứ nói chung là cũng chưa có gì. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có. Cũng hơi vui vui một xíu. Vui vui dạ đúng, không? Đúng rồi. Mà bao lâu mới gãy đổ? Cây bắt đầu ngã rạc xuống. Là nhắn tin qua lại chắc cũng 2 tháng á. Xong rồi cũng nói chung là cũng nhắn tin quan tâm vậy thôi chứ cũng không có phải là nói là yêu đương gì hết trơn. Dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9. Thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó. Thì có em với một bạn nữa là 3 đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Đi chơi thì em xuống quận 9 chơi xong rồi đến tối. Tại vì đi ăn xong đi hát karaoke. Xong rồi đến lúc đó tầm chắc 12 giờ á. Thì anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Thì có nghĩa là đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán karaoke luôn. Anh chạy xuống quận 9, tức là em ở dưới anh chạy xuống quận 9. Anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Anh giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ý là cũng hơi thích người ta thôi mà giận vậy đó. Xong rồi giận rồi bỏ chạy về. Chạy về xong rồi nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Xong rồi cái em phải bắt xe về, em phải bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê cũng một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ngoài này rồi. Anh ra anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á, móc cái tay vào đứt cái gân này. Rồi mà lúc đó nha, máu đi xong đúng không? Dạ, máu mà lúc đó em không biết luôn, bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ thành tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Lại xuống em không biết gì luôn, cái xong cái đi về tới cái xong cái người bạn của ảnh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Xong rồi kêu đi may, không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Giấu sau này đưa ra cái tay máu, trời ơi, chảy tràn lan luôn, kêu đi may không. Không đi. Không đi may. Xong rồi em phải mời cái anh bạn của ảnh nè, phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xăm cái con nhện lên. Dạ, đúng rồi, để che cái thẹo lại. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao không xăm hình Doraemon mà xăm hình công nhận hả? Hoặc xăm hình cái hàng rào. Chắc người phải xăm cái hàng rào để làm kỷ niệm luôn á. Sao đài đề trên hàng rào có công nhận. Cái sức mạnh của cái sự mà thì mê gái đó em. Bất cần thân thể luôn. Trời ơi, gân đứt bắt không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Trời ơi, thiệt sự. Chị, bữa đó đi có cây số đó. Đi thêm cây nữa dám áp lực nghe. Chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Thấy máu đổ. Máu nó chảy nhiều quá mà tại vì lúc đó là khuya rồi cũng không có. Ủa nhưng mà nếu như không có cái anh gì đó phát hiện là em cũng không biết luôn đúng không? Tức là lúc em tới phòng trọ là có bạn em phát hiện. Nhưng mà không phát hiện. Lúc đó em không biết luôn. Không biết luôn. Về tới phòng trọ thì mở cửa phòng ra mới có điện sáng. Thì giấu cái tay sau lưng vậy nè. Xong rồi bắt đầu cái em thấy nhỏ máu xuống, xong em chụp cái tay ra giật lại. Cái coi ra em nói trời ơi chết rồi, máu quá trời trời như vậy sao? Thôi đi ra bệnh viện coi sao mà không đi. Không đi, nhờ cái anh kia. Không, định anh vạ. Hốt cái anh này đi. Đúng rồi, em phải nhờ cái anh bạn kia. Anh vạ, lúc đó định anh vạ. Mà nguy hiểm, mà không nghĩ là đứt gân. Lúc đó nghĩ chỉ chày tay mà ra sau phải may một giờ còn một cái hẹo dài cỡ này. Thấy nhộn nhạt, thấy cái gân. Ông ghê quá. Nhưng mà lúc đó chắc thấy mặt ổng trắng rồi đúng không? Trời lúc đó cũng, trời ơi, ổng mặt ổng tái manh tái mét luôn rồi á. Mà lúc đó, mà chồng em ngày xưa lúc mới quen em là ốm, ốm nhom ốm nhách nè. Là lấy em về em nuôi là mới mập mạp như vậy đây. Ngày xưa có 50kg à. Mà đã vậy máu nó còn đổ. Máu đổ như vậy nữa là mặt xanh lè xanh lét luôn. Cũng may không em xỉu á. Vì sự cố đó xong bữa đó chắc yêu. Đúng rồi, đúng là dạ. Sau lúc đó là mới nhận làm người làm người yêu. Mình dạ. Lúc đó thì mình thấy tội nghiệp quá. Xong rồi cái lúc đó sau ngày hôm đó, hồi trước là chị cũng nhắn tin qua lại thôi chứ cũng không có nói là chuyện yêu đương gì. Cái sau hôm đó xong thì thấy. Nhưng mà nó nghe nè,
À, đi 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 mai rồi sáng mới về hay là về liền? Không, đi mai xong về liền luôn, lỡ phòng trọ đó luôn. Lỡ phòng trọ với em luôn? Không, ở phòng trọ đó là có bạn, nhỏ bạn em đó, là em lên ở chung với nhỏ bạn em, lỡ chung ở đó luôn. Đúng không? Dạ. Chắc đêm đó chắc hai đứa đâu có ngủ được đúng không? Không, đây em cũng không nhớ nữa, tại vì nó cũng hơi lâu. Rồi, và sau đó là gì? Dạ, mười mấy năm rồi. Ừ. Dạ, 12, 13 năm. Nhưng mà sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn, đó là ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi cái là ở lại luôn. Không, có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ trong bàn kia ngủ luôn, bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là bắt đầu từ sau cái hôn đứt gân đó lắm. Bao nhiêu lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á. Đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn lén, đúng rồi, hôn má. Không, anh hỏi thẳng vô vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ, đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á, em không có cho hôn môi đâu. Hình như là 5-6 tháng á. Lâu lắm, lâu lắm là hôn môi. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi luôn. Làm gì luôn. Là bả dữ đúng không? Dữ lắm. Mà có đụng chạm bà gạt ra đúng không? Gạt không cho anh ơi. Thường không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Nhớ không Dũng? Thì lúc đó cho hai đứa ở về với nhau. Lúc đó là tụi em về chung với nhau rồi. Lúc đó là em với vợ em là sống thử. Sống từ phòng riêng hai người. Nhỏ bạn đâu? Tại vì sau đó ở với bồ nó. Ở với bồ nó. Tại vì nó ở sau đó ở với bồ nó thì em phải ra riêng. Rồi em sợ ma. Em đúng, em sợ ma thiệt luôn. Đúng không? Đúng như em sợ ma thiệt luôn. Rồi ông này mới biết em sợ ma, ông về ông ở chung. Đúng không? Dạ. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, dạ đúng. Có bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng một năm. Một năm. Mà gia đình có biết không? Sống thử thì không có biết. Nói chung là quen nhau thì gia đình biết, nhưng mà cũng không có biết là sống thử. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn, tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Nên ba mẹ rất là thương. Dạ. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Xong phát cho xong. Lộ bị lộ. Biết hết rồi. Dạ. Thầy em nghĩ là tôi không muốn hỏi đâu, nhưng mà tại vì tới chỗ này rồi phải hỏi thôi. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là coi như là tới luôn á đúng không? Không. Đâu? Chưa luôn thôi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Ủa không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung? Là 4 tháng luôn á. Ở chung ngủ chung thôi nhưng mà không có cho đụng chạm gì hết. Không có cho cái này cái kia đâu. Trời ơi, vậy là 4 tháng là không có ngủ ngay được đúng không? Không ngủ ngay, không ngủ. Nói dù em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Xong rồi ở chung xong rồi ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Nhưng mà là không lẽ suốt cái thời gian ở trong nhà trọ là không cho luôn hả? Không. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì mới cho là, tình là nguyện. Lý do gì? Có nghĩa là chồng em á ở ngoài quê thường thường như nè, lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi chưa có là vợ chồng. Mà bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Trời ơi, nó không có thương mày đâu, là cứ nói vậy với chồng em á. Xong rồi cứ khích xong rồi là lúc đó chồng em có một cái sự cố xảy ra là chồng em thì bảo vệ em xém đánh nhau với bạn luôn. Tức là thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, có nghĩa là lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Kiểu như là bạn là phải lúc nào cũng phải binh nhau đồ này nọ. Nhưng mà sau này chồng em, nói chung là chồng em thì không có như vậy. Chồng em thì rất là lúc chỉ mới quen nhau thôi, nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Xong rồi chồng em đã cãi nhau xong rồi xém nó đánh nhau luôn. Cái sau đó em cảm thấy là xúc động quá. Mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, tại vì đã mới có quen nhau mà đứng ra bảo vệ mình như vậy á. Thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Chồng em ý là suy nghĩ là bất tại sao lại như vậy. Bất ngờ. Bất ngờ đúng không? Sao mấy cô ấy chủ động? Bữa này không, cũng không có chủ động đâu. Để hỏi. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con trai và con gái lúc nào mình cũng chủ động đòi, nhưng mà tại thấy em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền. Bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Em re lại làm gì làm. Cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru luôn. Im ru luôn. Bất ngờ. Sao cái bữa sau cái buổi mà suýt đánh nhau với bạn đúng không? Sau bữa đó. Vô thấy mà nằm im re liền. Nằm re liền. Đó là dính luôn. Chưa sao giờ. Dạ. Dạ. Sao đó bao lâu mới cưới? Bữa xong rồi. Có sự cố xảy ra. Cái gieo mầm nhân quả. Mấy tháng sau anh ha? Tầm 2-3 tháng sau á. 2-3 tháng sau là có bầu. Nghĩa là đêm nào cũng
là cây thanh trái đúng, đúng không? Ồ đúng rồi, đêm nào cũng đụng chạm luôn đó. Giống kiểu như là ý là ông này ông đang suy nghĩ là trời là trời. Bây giờ em có tưởng tượng là ông nghĩ là ngày mai không còn được như vậy nữa hay sao? Nhiều luôn anh. Sao? Nhiều. Liên tục 7-8 lần nữa. Trời ơi. Nói chung là không có kiểu sợ như hôm nay và không làm chắc ngày mai biển khác nó vô nốt gì. Như là một đêm mà hì hục là liên tục luôn. Cây cây liên tục. Trời ơi, như vậy là chắc chắn là phải đơm hoa kết trái lạ luôn. Dạ, dạ. Mấy tháng sau là có bầu luôn. Là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo. Ừ. Em bên đạo mà chồng em là bên lương xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Ừ. Em có bầu xong rồi phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Rồi tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước, tại vì phải vừa làm thủ tục đám cưới rồi vừa phải đi học đạo nữa. Ừ. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ là đâu có cha mẹ được. Cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai vợ chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng cũng rồi. To chưa? Thế lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Lúc cưới trên này là bầu hơn 3 tháng mà đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô dì chú bác không rồi ba đó. Mẹ không biết đi được. Không được đi anh. Tại vì chưa làm phép cưới á. Tức là mình chưa có làm phép cưới trong nhà thờ là kiểu như mình chưa được hợp thức hóa là không được đi là sẽ có tội. Rồi xong chỉ có hai người chị gái đi à. Cũng tuổi thân là tuổi thân luôn. Mà lúc đó cũng nói chung là lúc đó cũng đang còn hai vợ chồng kinh tế cũng không có nữa. Nói chung là rất là vất vả. Rồi anh hỏi nè, cái lúc phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào và cái phản ứng của em ra sao? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Kiểu như là ở dưới nhà em ba mẹ em thì cũng hối em lấy chồng, mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới, kiểu tại vì nôn cháu á. Tại vì ở nhà chồng em lúc đó là có ba anh em nhưng mà lúc đó chưa có ai có em bé dạ nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Hai đứa ở với nhau thì cũng hai chồng cũng thương nhau xác định rồi nên lúc đó thì lo cái khâu sau thôi, cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Chứ cũng không có phải là quá lo lắng. Còn bây giờ mấy đứa rồi, hai đứa ba đứa rồi. Hai trai một gái. Đứa đầu tiên là con trai con trai thứ hai con trai luôn nè, thứ ba là con gái. Dạ may mắn lắm luôn, thật sự rất là may mắn luôn. Em thấy có nhiều con là em thích rồi. Nhưng mà đẻ con ra thấy công việc làm ăn phát triển đúng không? Dạ, đẻ hai bé thì tụi em cố gắng làm. Và bé sau này, bé cuối cùng thì công việc của em phát triển rất là nhiều luôn. Bé gái đúng không? Dạ, bé gái. Bé gái tên gì? Dạ, tên Bối Bối. Bối Bối phải là cái kinh mà con bé Bối Bối thiệt là dễ thương á đúng không? Dạ. Không, trên mạng, trên TikTok có hai bé Bối Bối nha. À, Bối Bối An Nhiên, đó là Bối Bối lớn. Bối Bối An Nhiên lớn, Bối Bối nhỏ. Dạ, Bối Bối nhỏ nè. Xinh quá dễ thương luôn. Dạ. Bé đó quá dễ thương luôn. Hôm nay em đang có dẫn bạn theo không? Dạ không. Phải có bạn đó mời lên sân khấu nữa mới vui. Dạ. Hồi nãy cũng xin đi dữ lắm mà tại vì mẹ bị mệt á. Hồi nãy em cũng bị mệt xong rồi nói thôi bữa sau đi, hồi nãy giờ gọi điện quá trời luôn. Cưng quá cưng. Rồi, bây giờ 11 năm. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn hả? Có nhớ không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Trời, chắc nôn nao đến cái phần này lắm đúng không? Em á là đầu tiên á, chồng em á, em gặp chồng em á xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Ho, mình kiểu những người đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Còn với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Mà game ghiền nói nè. Dạ, ghiền game nè. Ghiền game. Có ghiền con không? Dạ có ghiền con. Nhưng mà ghiền game, trời ơi em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em. Trời ơi. Ghiền game mà đến nỗi mà bánh cái này nè, không biết bánh cái này là cái gì mà có con gái trong đó nữa. BOBG gì đó. Mà bánh là có trực tuyến, tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Dạ. Đúng rồi. Xong rồi em bình thường đang bánh kem đi nghe, em nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ ấy như là hát cho nhau nghe hay gì, tự nhiên cái chơi điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Trời ơi. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Vẫn chơi là núp, không núp. Trời ơi, đập chơi quá trời lần luôn mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập vớt thôi, tức là em đập để sửa, tức là ví dụ đập để hư màn hình thôi là để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định, em nói là bây giờ là 35 triệu, với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm lên, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn. Chị với em mướn nhà kế bên để chuẩn bị đập hứng đó qua cảng đó.
cho chị. Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quát, không có. Chạy không quát là chắc nó cũng biết sai. Tại trời ơi, mà ghiền lắm. Ghiền bắn liên tục luôn. Nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ thì hết bỏ rồi. Đây, bỏ. Bây giờ bỏ là sau luôn. Sau lúc đó luôn. Mà chơi là mất điện thoại. Chắc là cũng tiếc tiền lắm. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Nói chung là bây giờ thì cũng đỡ rất là nhiều rồi. Anh sao? Đúng rồi. Em cái tính của em là em muốn làm cái gì là làm nhanh. Ví dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh là nhưng mà để đó không bao giờ làm. Ví dụ như anh nói anh ơi anh chuẩn bị làm cái này nha, đang cần gấp nha, là để đó anh làm cho, xong em vô là im luôn, không có làm luôn. Không có làm luôn. Với lại em hứa. Hứa nhưng mà không có làm. Không phải là không làm, nhưng mà để chậm. Cái nào mà một việc mà nhắc đi 5 lần 7 lần mới làm, chứ không bao giờ mà nhắc anh ơi làm nha, anh nói để anh làm cho, rồi xong là không làm luôn. Có như có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm đó. Hứa là xong rồi không ý là lúc đó mình không làm, xong rồi lúc đó làm việc khác nó lại quên cái việc đó đi. Đầu tiên mình nghĩ là cái đó để tí nữa làm, nhưng xong rồi cứ quên luôn. Với lại em á, là cái tính em á là em muốn làm gì là làm liền. Ví dụ như em muốn là anh ơi thiết kế cái này thiết kế cái kia sửa này sửa kia là bác bỏ. Ví dụ như em nói anh ơi em muốn làm nhà mình, em muốn làm cái sân thượng này cho đẹp nè, thôi đừng có làm chi mất công là kia kia nọ, là cũng làm, nhưng mà mọi việc nói ra đầu tiên là sẽ bàn ra cái đã. Nhưng mà em nói đi nói lại là cũng sẽ làm xong được khen, trời ơi làm xong sao nó đẹp quá ha, rồi xong rồi vậy đó. Rồi sao em nói cái phòng mình phải làm như vậy, trời ơi thôi làm gì tốn này đườm đà nữa, xong rồi làm xong làm đẹp quá ha, anh thấy làm đẹp chứ ha. Nhưng mà đầu tiên nói là phải bàn ra cái đã, cái thành thói quen luôn rồi. Thành cái thói quen luôn vậy đó. Bây giờ mong muốn không thay đổi điều gì? Mong muốn lãng mạn nữa nha. Không hề lãng mạn. Thiếu lãng mạn. Trời ơi thiệt á. Mà em á là em rất là thích lãng mạn. Em là ví dụ đến ngày sinh nhật chồng em là em phải lén lút nha, mua này mua kia về rồi mày tạo bất ngờ. Không có bao giờ mà cho biết trước đâu, cái gì cũng phải giữ đến phút chót luôn. Nhưng mà em á không thấy bất ngờ gì, chưa gì bất ngờ gì. Chồng em có tính như vậy, em thích cái gì là cứ cầm tiền đi mua. Nhưng mà không có bao giờ, em đâu có thích vậy đâu. Phụ nữ mà một cái nhỏ thôi cũng được, nhưng mà là bất ngờ. Mà lãng mạn thì nhiều. Là mình. Đúng rồi. Bây giờ mong muốn cái gì nhất? Mong muốn là chúng em sẽ lãng mạn hơn, xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền đó, chứ mình đừng có chần chừ những lúc này lại bị dở việc đi. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết, tại vì chồng em cũng khá là tuyệt vời trong mắt em. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Yeah. Rồi thời em tới rồi đó. Không chị không cản luôn đó, em nói đi. Để mình đoán nghe chứ, cái tiên đó là nóng tính đúng không? Đúng rồi. Căn cứ vào cái việc ba đập điện thoại đó. Nóng tính lắm. Em có từng bị chưa? Chưa. Sao chị thấy em có vẻ đồng cảm vậy? Không có. Tại em đó giờ em đâu có chơi game. Không có mê mạng luôn nữa. Bây giờ không mê luôn đó. Sao nè? Rất là nóng tính. Rất là thích sạch sẽ, gòn gàng, nhưng mà lại bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục giày dục lung tung, em phải dọn hết. Gì em cũng phải dọn. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bả la. Đúng rồi, xem đây không ngăn nắp là la. Thích gòn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Đúng không? Dạ. Em là muốn sạch nhưng mà em muốn làm, em thích có người làm giùm em, nhưng nhà em lúc nào cũng phải sạch tưng hết. Nhưng mà gọn gàng nhưng mà kiểu như em lười làm á. Em muốn gọn gàng nhưng lười làm. Lười làm. Thích gọn gàng nhưng lười làm. Dạ. Đó cũng là một tật xấu. Dạ. Với hay giận. Hay giận lắm hả? Hay giận. Mỗi lần giận lâu không? Giận mỗi lần dần là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à? Chắc là 2 ngày. Ý anh đang nói là lâu không á? 2 ngày. 2 ngày. Dạ, năn nỉ 2 ngày mới thôi. Mà dỗ ba bằng cách nào? Ngoài xin lỗi ra thì dỗ ba bằng cách nào? Dỗ thì chờ đi ăn. Chờ đi ăn. Dạ, chờ đi ăn. Ăn gì anh chưa đưa đi ăn. Ăn mang đồ ngon đúng dạ, không? Dạ. Đi ở xa đâu cũng đi hết á. Ăn ở đâu cũng chờ đi. Có hay ăn hiếp em không? Ăn hiếp hoài. Thánh ra ngoài ai cũng bảo em ăn hiếp mà. Sợ vợ. Nhưng mà em nghe người ta nói em sợ vợ, em cũng bị tổn thương không? Không, em bình thường. Em còn nói với mấy bạn là lúc nào mà em sợ vợ của bạn á cái đó thế mới là lo. Còn em sợ vợ của em là không có gì. Đúng rồi, giờ tôi thương, sợ. Mình thương mà. Giờ tôi sợ. Dạ, vợ tôi sợ, đâu sợ vợ của bạn đâu mà lo. Anh có làm cái phim đó. Dạ. Vợ tôi sợ. Tôi đâu có sợ vợ bạn người ta, tôi đâu. Dạ rồi, dạ. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la? La chồng trước mặt người ta, người la không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la. Dạ, trước mặt em la. Có la trước mặt bối không? có bối nó giận luôn. Bối giận á? Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhậu, em nạt nó, em vừa la lên cái nó mẹ tại sao mày lại như vậy, mày không được la ba của con, tại sao mày la ba của con vậy. Bây giờ trước mặt bố mà la là nó nạt em liền luôn, nó không có cho luôn á. Đúng rồi, bố nó bảo vệ ba nó dữ lắm, không có được đâu. Bảo bối của ba mà, của ba bà bối mà. Rồi sao nữa thì hãy
hay dần hơn nè. Em mua đồ ăn về mà em đùa tí, bảo anh đi không nó nguội á, anh đi không rồi lại cũng dần, nói vậy cũng dần luôn, không ăn nữa, không ăn nữa, đi lên dễ tổn thương quá vậy, dễ dần lắm. Dạ. Rồi ở nhà công việc nhà ở nhà ai làm? Em làm hết. Không có giúp việc, ví dụ chỉ dọn cái phòng của em thôi. Giờ có giúp việc rồi. Mà hồi trước chưa có giúp việc thì sao? Hồi trước thì em làm, em hốt hết luôn, em hốt hết luôn. Chứ giúp việc đủ thôi, còn bình thường chơi hết. Dọn dẹp nhà cửa, dạ, chăm sóc con này rất là hay hết luôn. Không, không, ý là nhưng mà vợ em nấu ăn ngon nhưng mà ít nấu thôi, nhưng mà nấu ăn thì ngon lắm. Dạ. Thôi em ước đi, em ước giờ em thay đổi cái gì đi. Thì vợ em thì rất là tốt tính, thương người. Dạ. Không cần phải nói điều đó. Dạ. Nghe, em là... không muốn phải giúp bà một. Dạ. Em thay đổi, em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là ăn á. Vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, nhiều khi bảo tại vì tối thức khuya làm việc rồi á. Sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, mà không chịu ăn, để đến trưa, nói để trưa ăn, để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, em đến ngày mai dậy là 9 giờ rưỡi mới dậy. Thì tối dậy xong rồi nó bị dở bữa, sáng 9 giờ rưỡi dậy thì xong ra khỏi nhà là hơn 10 giờ rồi. Mà giờ ăn sáng thì cũng không xong, ăn trưa thì nó cũng lỡ dở thì nó phải đợi tí nữa ăn luôn. Chứ sáng nào cũng cãi nhau vì gì? Cái vụ mà đi ăn. Bởi tối cái đi ăn nhiều. Lỡ dở người ta bán đồ ăn sáng ta cũng nghỉ giờ đó thôi. Mà chồng em cứ bắt em phải ăn cho bằng được. Em nói thôi để tí trưa nữa ăn luôn. Rồi xong kì cũng sợ vợ mệt, xong rồi cứ mệt làm nói chung là cứ gây nhau cái chuyện nhỏ nhỏ thôi mà. Thí dụ như ở nhà mà giặt đồ mà cái máy giặt nó bị hư thì sao? Thì em bị giặt tay. Trời ơi, giặt mấy tháng trời luôn. Cái năm đó sao? Là 5 năm dịch, em dịch 3 tháng trời luôn. Đợt dịch là đó. Máy giặt hư. Mày dạ, tự nhiên vào dịch, cái là máy giặt bị hư luôn. Đâu có kêu thợ sửa được đâu. Không kêu được, tại lúc đó là với em mà nó đóng băng hết. Không đi ra được khỏi nhà mà. Rồi em giặt tay hết luôn. Giặt tay hết luôn. Em giặt một thâu, một giờ ba. Trời đất ơi, giặt tay á. Nhưng mà vui. Là ông bà cha mẹ mình giặt cả đời. Không. Không có cái gì hết, ngoại trừ khi nào mà bận bịu quá, không có đủ sức nữa thì đáng thương. Nguyên cái đợt dịch ăn ở không đúng giặt, đúng rồi hả, thể dục, tập thể dục đúng rồi. Cái gì mà phải giặt chắc cái miệng hết trơn á. Tại vì em không thích giặt tay. Em giặt tay nó hư cái tay em hết. Thôi là em sợ lắm, em không có giặt tay quá trời quá đất, hư cái bàn tay. Ta hạnh phúc với công việc của người ta mà. Đúng rồi, thấy vui lắm. Em làm mình thấy vui. Thấy hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được. Mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia, nhưng mà thấy nó dễ thương, những tật xấu rất là đáng yêu, quá là dễ thương. Em về em coi cái bối là em biết là cái cặp này hạnh phúc cỡ nào. Đúng rồi. Rồi rõ ràng là các bạn để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng đơn giản thôi, hạnh phúc là lựa chọn. Em không nói không dừng được đúng không chị? Đúng không, em phải nói. Chúc mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ.